Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách Chân Trời Sáng Tạo, bài 4, Mong Ước Của Ngựa Con. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe cô giáo kể câu chuyện Mong Ước Của Ngựa Con. Mong ước của ngựa con. Ngựa con sống bình yên bên cha mẹ ở một thung lũng có nhiều cỏ non. Một hôm, ngựa con nói với cha, ở đây buồn chán, chẳng có gì vui, con muốn đi nơi khác. Người cha đáp, nếu con muốn như vậy, thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Hôm sau, hai cha con nhà ngựa lên đường, đi ròng rã suốt ngày, vượt qua những dãy núi cao. Hai cha con đến một nơi, chỉ thấy nhà cửa, phố xá. Trời đất tối tăm, nhưng hai cha con vẫn chưa tìm được chỗ để ăn, nước để uống. Cả hai đều rất mệt, đói và khát. Lúc này, người con, ngựa cha bèn dẫn ngựa con theo đường tắt mà đi. Đến khuya, thì cả hai cha con đi đến nơi. Ngựa con thấy có mùi thơm ngát. Chú vừa gặm cỏ, vừa nói với cha, con muốn ở lại đây, cha ạ. Trời hừng sáng, ngựa con ngạc nhiên khi nhận ra nơi đây chính là quê nhà mà chú đã từng rời bỏ. Như vậy các em vừa nghe cô kể câu chuyện Mong Ước Của Ngựa Con. Bây giờ các em hãy cho cô giáo biết câu chuyện kể về ai và kể về điều gì. Các em ạ, câu chuyện kể về chú ngựa con và mong ước của ngựa con đấy các em ạ. Và ở đây chúng ta thấy là khi mà ngựa con đã muốn làm điều gì? Em ạ, trong câu chuyện ngựa con đã muốn rời đi nơi khác để sống đấy. Vậy trong câu chuyện này có những nhân vật nào? Trong câu chuyện này có nhân vật ngựa con và ngựa cha đấy. Và các em hãy cho cô biết nào, ngựa con đã đi đến đâu? Ngựa con đã đi đến thành phố. Vậy chuyện gì đã xảy ra với ngựa con? Khi đến thành phố thì hai cha con đã rất là đói và khát và không tìm được chỗ để ăn và không có nước để uống. Vậy câu chuyện kết thúc thế nào? Ngựa con đã được bố đưa về nơi quê của mình vào một buổi tối. Và lúc này thì ngựa con đã mệt, không nhìn ra mà đường về nhà mình vì bố đã đưa ngựa con đi theo đường tắt để về nhà. Và lúc này thì ngựa con vừa đói vừa khát, lại được ăn cỏ ngon thơm. Và ngựa con đã nói con thích ở lại nơi này, nhưng ngựa con không biết nơi đó chính là quê nhà của mình mà rời bỏ đi đấy. Như vậy là chúng ta vừa nghe cô kể câu chuyện Mong Ước Của Ngựa Con. Bây giờ các em hãy chú ý quan sát vào bức tranh thứ nhất. Chúng ta thấy là đây là hình ảnh ngựa cha và ngựa con. Và một hôm thì ngựa con đã nói với ngựa cha là con chán ở nơi này lắm rồi, con muốn đi nơi khác đấy. Như vậy là các em vừa lắng nghe cô giáo kể câu chuyện Mong Ước Của Ngựa Con. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh nhé. Tiên chúng ta quan sát bức tranh thứ nhất. Các em cho cô giáo biết trong bức tranh thứ nhất chúng ta thấy đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh thứ nhất đó là hình ảnh ngựa cha và ngựa con đấy. Vậy các em hãy đoán xem ngựa con đã nói gì với cha? Em ạ, vào một hôm, ngựa con đã nói với cha là con không muốn ở nơi này nữa và con muốn đi nơi khác ở. Và ngựa cha đã đồng ý và đưa con mình đi nơi khác để ở đấy. Tiếp tục các em quan sát bức tranh thứ hai. Chúng ta thấy ở trong bức tranh thứ hai đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh thứ hai chúng ta quan sát thấy đó là hình ảnh ngựa con và ngựa cha đã đi lên thành phố.
Ở đây là chúng ta thấy đường phố rất là đẹp và hai bên thì toàn nhà cao tầng. Và đây chính là cảnh ở thành phố đấy. Và khi ngựa cha đã dắt ngựa con đi vào thành phố thì lúc này trời cũng bắt đầu tối. Và ngựa cha và ngựa con cũng cảm thấy đói và khát, rất là đói khát rồi. Nhưng không tìm thấy thức ăn để ăn và cũng không tìm thấy nước để uống. Vậy đây chính là nội dung của đoạn truyện đoạn 2 trong truyện. Tiếp tục ở đoạn 3, câu chuyện chính là tương ứng với bức tranh thứ 3. Chúng ta quan sát thấy ở trong bức tranh thứ 3 đó là hình ảnh gì? À, đây chính là hình ảnh bức tranh thứ 3 về cảnh ở làng quê. Lúc này thì đến khuya hai cha con đã rất là mệt, nhưng mà người cha đã đưa con mình, đưa ngựa con đi theo đường tắt để trở về quê quê cũ của mình. Và lúc này thì ngựa con đã mệt và rất là đói, và ngựa con thấy có rất là nhiều cỏ ngon và non, ngựa con đã ăn rất là cảm thấy rất là ngon và ngửi thấy có rất là nhiều mùi hương thơm xung quanh nơi mình đang ở, và ngựa con cảm thấy rất là thích và nói với cha là con muốn ở lại nơi này. Và như vậy khi mà ngựa con đã nói đến câu là muốn ở lại nơi này thì ngựa cha đã nói với con là chúng ta sẽ ở lại nơi này. Đến bức tranh thứ tư, chúng ta quan sát thấy đó là hình ảnh gì? À, các em ạ, bức tranh thứ tư thì chúng ta thấy là đó là hình ảnh là ngựa con và ngựa cha đang thức dậy vào một buổi sáng rất là đẹp, và ngựa con đã thấy nơi này rất là quen thuộc, và ngựa cha đã nói đây chính là quê của mình. Đấy. Và ngựa con bảo đây là quê của mình hả cha? Lúc này ngựa con mới cảm thấy là quê của mình rất là đẹp. Như vậy qua câu chuyện chúng ta thấy được rằng câu chuyện nói về mong ước của ngựa con, là ngựa con mong ước là sẽ được rời khỏi nơi quê nhà để đi đến một nơi khác cho đỡ nhàm chán. Nhưng mà khi ngựa con đã đi rời đi nơi khác thì không nơi nào có thể tốt bằng quê của mình được. Do đó thì ngựa con và ngựa cha đã lại quay trở lại quê hương của mình để sống tiếp. Như vậy là qua câu chuyện muốn khuyên chúng ta rằng chúng ta phải biết quý trọng nơi sinh ra mình, và chúng ta ở những cái nơi mà chúng ta quen thuộc thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Tục, bây giờ chúng ta sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện dựa theo tranh. Bây giờ các em hãy nghe cô giáo kể lại câu chuyện này một lần nữa nhé. Chúng ta kết hợp quan sát 4 bức tranh. Mong ước của ngựa con. Ngựa con sống yên bình bên cha ở một thung lũng có nhiều cỏ non. Một hôm, ngựa con nói với cha, ở đây buồn chán, chẳng có gì vui, con muốn đi nơi khác. Ngựa cha đáp, nếu con muốn như vậy thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Hôm sau, hai cha con nhà ngựa lên đường, đi ròng rã suốt ngày, vượt qua những dãy núi cao. Hai cha con đến một nơi chỉ thấy toàn nhà cửa, phố xá. Trời đã tối nhưng hai cha con vẫn chưa tìm được cỏ để ăn, nước để uống. Cả hai đều đã mệt, đói và khát. Ngựa cha bèn dẫn con đi theo đường tắt. Đến khuya thì cả hai cha con đến nơi. Ngựa con ngửi thấy mùi cỏ non rất thơm. Chú vừa gặm cỏ vừa nói với cha, con muốn ở đây. Cha ạ. Trời hửng sáng, ngựa con ngạc nhiên khi nhận ra nơi đây chính là quê nhà mà mình đã rời bỏ đi. Như vậy cô vừa kể cho các em nghe lại toàn bộ câu chuyện mong ước của ngựa con. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.